Vừa A Dính, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, là con của một gia đình người dân tộc Hơ Mông tại xã Phú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu, nay là tỉnh Điện Biên. Vừa A Dính là con thứ ba của ông Vừa Trồng Lầu, sinh năm 1899, và bà Sùng Thị Play, sinh năm 1901. Gia đình Vừa A Dính là cơ sở cách mạng của Việt Minh tại huyện Tuần Giáo. Năm 13 tuổi, Vừa A Dính làm nhiệm vụ canh gác, liên lạc, tiếp tế gạo, muối cho nhân dân, bị thực dân Pháp vây bắt. Đến năm 1949, anh vừa đủ điều kiện gia nhập bộ đội Việt Minh. Trong một lần liên lạc, quân Lê Dương Pháp vây bắt được Vừa A Dính và yêu cầu anh chỉ điểm nơi ở của cán bộ Việt Minh. Vừa A Dính chống lại và bị tra tấn, nhưng Pháp không khai thác được tin tức gì. Vào một ngày, quân Pháp đã bắn và treo anh lên cây đào cổ thụ ở khe trúc gần đồn Bản Chăn. Ngay trong năm 1951, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay đã tuyên dương Vừa A Dính trong thiếu nhi toàn quốc. Năm 1952, chính phủ đã truy tặng huân chương quân công hạng 3 cho Vừa A Dính. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã ghi nhận Vừa A Dính là một trong những thiếu niên anh hùng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng đất nước. Năm 1962, nhà văn Tô Hoài đã lần theo các nhân chứng để ghi lại tấm gương hy sinh oanh liệt của Vừa A Dính trong cuốn truyện nhỏ Vừa A Dính do nhà sản xuất Kim Đồng ấn hành.